Hàng La Mã của tao chuẩn sắc nét như này mà mày kêu nhái, tao méo tin, thằng danh con vớ vẩn. Thôi được rồi, nếu mà anh danh to mà không tin thì em sẽ làm video phân tích chi tiết cho anh cái cây hàng La Mã đẹp này của anh, xem nó là hàng gì. Thì anh có tin hay không đối với em nó cũng không quan trọng. Em chia sẻ kiến thức phân biệt giữa cổ thật giả với anh em không phải để lấy lòng tin bất kỳ một ai cả. Đấy. Thứ nhất ấy, cái cây của anh nó ký hiệu mộc đáy là đời 12 La Mã, sản xuất năm 96. Nhưng thật ra nó không phải sản xuất năm 96 đâu, mà thằng Trung Quốc ấy nó nắm được cái tâm lý là những cái người mà thích chơi hàng La Mã mà lại thích giá rẻ. Thế nên là cách đây độ khoảng 2 năm em thấy thằng Trung Quốc nó sản xuất ra cái loại Zippo nhái như thế này và đẩy sang thị trường Việt Nam bán rất là nhiều. Nhưng mà dù nó làm giả, làm nhái giống đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không thể nào nói rằng thật được. Đấy. Về cái phần ruột ấy thì em chỉ cho anh này, cái hàng thật ấy em đã nói nhiều lần rồi là cái chốt tán bánh xe và tán búa can nó bằng thép và nó bẹt bẹt như này, xanh xanh xám xám như này. Đấy, chứ nó không như cái cây của anh chốt tán bánh xe nó lại phồng phèo lên như này, mà nếu phóng to lên ấy thì nó sẽ có cái gờ ở đầu chốt tán. Đấy. Cái thứ hai ấy là hàng chính hãng ấy, là Zippo thời kỳ năm 1996 ấy, là ở cái đáy búa cam này này, hãng người ta chưa phát minh ra cái gờ ở dưới cái đáy búa cam. Nhưng cái hàng nhái này của anh này thì nó mới sản xuất vào năm 2021 gì đó, thế nên là hàng nhái nó cứ cóp nhặt cái nọ cái kia. Thì cái hàng nhái của anh như mô tả năm 96 ấy thì cái gờ búa cam này nó đã sinh ra rồi. Đấy, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba ấy, anh chịu khó phóng to cái ruột lên, cái ruột của Zippo chính hãng ấy, các cái nét chữ của nó rất là mạnh và nhỏ, nó sắc nét. Đấy, còn cái ruột của anh ấy là nó rất là to rõ ràng. Đấy, có thể là nó cứ thích to đẹp để cho các anh nhìn cho nó sướng thôi, chứ thật ra hàng chính hãng nó không phải như thế. Rồi anh chú ý vào cái chữ Bradford.pa này này, nếu mà phóng to cái chữ Bradford.pa lên thì cái hàng thật ấy, cái chữ Bradford thì cái chữ F này này nó phải là chữ F thì mới đọc được là chữ Bradford, còn cái chữ Bradford của anh thì cái chữ F nó lại dập thành là chữ E, mà cái hàng nhái nó rất hay nhầm phông chữ này. Và hàng nhái nó làm hàng loạt, hàng nghìn, hàng vạn cái, nó không qua kiểm tra KCS, thế nên cái lỗi nó xảy ra là chuyện rất bình thường. Đấy, đấy là phần ruột. Còn cái phần mộc đáy đúng không, cái chữ của anh ấy, cái phông nó bị co gọn lại và nó, cái chữ nó bị nhỏ và nó bị co gọn lại lên cái vị trí của cái số 12 La Mã này này, nó lại nằm ở chênh vênh ở giữa. Đấy, còn hàng chính hãng ấy thì em cho anh xem mấy cái ảnh của mấy cái cây Zippo năm 96 em lôi ra để cho anh xem đây này. Đấy, hàng thật nó phải là như này này. Đấy, hàng nhái của anh thì cái đỉnh trên của cái 12 La Mã nó lại nằm vào thẳng với cái giữa cái chữ Zippo. Còn hàng chính hãng ấy, đây này, cây thứ nhất hàng chính hãng này, bao giờ cái mép trên của cái chữ La Mã nó cũng nằm dưới chân như thế này. Đấy, cây thứ nhất, cây thứ hai nó cũng như thế này, cây thứ ba nó cũng như thế này, và cây thứ tư nó cũng như thế này. Đấy, thế nên là em đã nói rồi, hàng fake, hàng nhái bao giờ đó làm nó cũng rất là tào phào, nó không mắc cái nọ thì nó mắc cái kia. Cuối cùng thì xin chúc anh Danh To thật nhiều vui vẻ nhé. Em Danh Con cũng hết trách nhiệm rồi.